Dạ vâng, ngày hôm nay thì em Dũng lại về cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi màu trắng, chạy cực kỳ là sướng đấy ạ. Chiếc xe được mang tên Kia Sorento, sản xuất vào năm 2015. Số tự động động cơ của xe là 2.0, máy xăng, form mới các bác nhá. Màu trắng này, SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, chạy sướng. Và xe còn cực kỳ là chất và đẹp luôn. Em đang chào bán với giá là 545 triệu vẫn còn thương lượng. 545 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị em nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe này thì anh chị em có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt cho anh chị em một mức giá đẹp nhất ạ. Hoặc là chúng ta có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà em đang giới thiệu đến mọi người đấy ạ. Em mời anh chị em nhà mình cùng em đi dạo qua một vòng để có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe. Một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, rộng rãi, chạy sướng, form mới rồi các bác nhá, máy xăng. Đời thì 2015 thì đời cũng khá là cao rồi, xe còn chất và đẹp luôn ạ. Đó, form dáng của chiếc xe đây. Một lớp sơn màu trắng và còn cực kỳ là bóng bẩy các bác nhá. Lớp sơn màu trắng còn cực kỳ là bóng bẩy này. Form dáng khỏe khoắn, gầm cao đi sướng. Thế còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó thì em sẽ quay vào trong phần nội thất, phần keo chỉ gầm bệ và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe để cho quý anh chị và các bạn cùng vào xem, chiêm ngưỡng, đưa ra cảm nhận đánh giá về mặt chất lượng của xe đây ạ. Đầu tiên là phần đầu xe, logo và mặt ca lăng cũng được mạ ốp chrome sáng bóng này. Cái phần lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ anh chị em nhé. Và phần lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ. Đèn cổ xe. Và đèn cổ xe là đèn bi salon siêu sáng kết hợp với cả đèn halogen. Ở đây thì chúng ta có giải đèn LED định vị ban ngày này. Và đèn bi salon siêu sáng kết hợp với cả đèn halogen có giải đèn LED định vị ban ngày, được chưa ạ? Có trang bị đèn gầm anh chị em nhá, có trang bị đèn gầm. Và có cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến xung quanh xe, rất là an toàn luôn ạ. Cặp đèn pha của xe còn rất là mới luôn, trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố này. Cái phần khớp lối đấy ạ, cái phần khớp lối giữa cái phần cản trước và cái phần sườn xe đây thì còn rất là khít các bác nhá, rất là khít luôn. Sang cái cụm đèn pha bên này, vâng đấy ạ, cụm đèn pha bên này đấy ạ, cũng còn mới này, trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố, được chưa ạ? Phần khớp lối còn cực kỳ là khít luôn, chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quẹt cái phần cản trước. La răng của xe, và la răng của xe là la răng đúc dạng phay các bác nhá, nhìn khỏe này, thể thao. Cua lốp bên trong không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Và cái phần cua lốp bên trong này không có hiện tượng han gỉ mục mọt. Sang đến phần thân xe, vâng ạ, sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc dạng phay, 4 phanh ABS 4 bánh rồi, chống bó cứng an toàn, đi rất là an toàn các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn LED đấy ạ. Và xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn LED này. Tay nắm cửa cũng được mạ ốp chrome. Và ở đây thì chúng ta có cái bậc lên thua, bậc lên xuống này. Và có cái bậc lên xuống rất là chắc chắn các bác nhá, rất là chắc chắn luôn. Phần la răng của xe đấy ạ, la răng đúc dạng phay này. Rồi là cua lốp bên trong không có hiện tượng han gỉ mục mọt, được chưa ạ? Ra phần la răng và bánh đằng sau. Vâng đây ạ, phần la răng đằng sau các bác nhá, phanh ABS 4 bánh rồi. Đây cái phần phanh đĩa bên trong đây ạ. Đi rất là an toàn luôn. Ra đến phần đuôi xe. Và ra phần đuôi xe thì xe được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi. Cực kỳ là an toàn, tiện lợi cho chúng ta khi mà chúng ta lùi xe sẽ tránh được va chạm này. Ngoài ra thì xe cũng được trang bị gạt mưa đằng sau và có cả đèn phanh ở trên cao các bác nhá. Đây đèn phanh trên cao đây ạ. Cặp đèn hậu của xe đấy ạ. Và cặp đèn hậu của xe cũng còn rất là ok luôn, vẫn còn trong sáng, không có hiện tượng mờ vẩn đục hay là vàng ố ở những cái phần khớp lối đây, rất là khít các bác nhá, rất là khít luôn ạ. La răng của xe đây. Xe thì mới về cửa hàng, em thấy nó vẫn còn khá là sạch, cho nên là chưa rửa lau dọn gì các bác nhá, để đi quay mộc cho các bác đây, được chưa ạ?
Cỡ lốp thì là cỡ lốp 18 inch, rất là to, chạy đầm chắc. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng đấy ạ, cụm đèn hậu bên này đấy ạ. Được chưa ạ? Và phần khớp lối rất là khít luôn, chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quệt cái phần cản sau. Kia Sorento các bác nhá. Và tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho quý anh chị và các bạn cùng vào xem và tham khảo đấy ạ. Và đây là phần gầm bệ của xe này. Thì cái phần gầm bệ của xe còn sassy còn khá là sáng, cũng không có hiện tượng han gì mục mọt, gầm bệ chắc chắn, chạy đầm chắc các bác nhá. Lốp sơ cua thì được trang bị dưới gầm xe này. Và lốp sơ cua thì được trang bị dưới gầm xe. Đó, được chưa ạ? Thế còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những trang thiết bị option ở trên cái mẫu xe này. Vâng, đây nội thất bên trong của xe đây. Còn sạch sẽ và tươi. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Và có gương kính chỉnh điện cụp điện, có mở lắp xăng bằng điện này. Ghế chỉnh điện các bác nhá, ghế chỉnh điện. Và ở đây thì chúng ta cũng có bơm hơi lưng, giúp cho anh chị em khi mà chúng ta đi đường xa sẽ không bị đau mỏi lưng, rất là ok luôn. Bàn phím tích hợp cho vô lăng. Và bàn phím tích hợp cho vô lăng tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Có đàm thoại rảnh tay anh chị em nhé, có đàm thoại rảnh tay này. Ở bên đây thì chúng ta có cruise control, đi ga tự động, rất là nhàn cho chúng ta khi mà chúng ta đi ở trên cao tốc. Vào trong thì xe được trang bị đầu DVD, màn hình nguyên bản theo xe, điều hòa auto 2 vùng độc lập các bác nhá. Điều hòa auto 2 vùng độc lập này. Có cổng sạc 12V, có cổng USB, có cổng AUX đầy đủ để cho chúng ta cắm USB vào nghe nhạc giải trí khi mà chúng ta đi đường xa sẽ một là sẽ không bị buồn ngủ này, hai là sẽ cảm giác là thoải mái hơn, vui tươi hơn các bác nhá. Và xe cũng được trang bị chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, có tắt bật cảm biến, hộp số tự động động cơ 2.0. Chìa khóa điện đấy ạ. Vâng, chìa khóa điện theo xe các bác nhá. Đây. Đó. Ghế là ghế da. Vâng, nội thất ghế da màu đen. Còn căng bóng sạch sẽ này, trần nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây, trần nỉ nguyên bản theo xe đấy ạ. Xe cũng đã được bác chủ cũ trang bị cho cả cam hành trình, rồi là tích hợp cam lùi này, gương chiếu hậu chống chói này. Riêng cái gương này cũng đã tầm khoảng 3-4 triệu rồi. 3-4 triệu rồi các bác nhá. Đó, nội thất bên trong của xe đấy ạ. Một chiếc Kia Sorento 2015 số tự động động cơ 2.0 máy xăng form mới. Em đang chào bán với giá là 545 triệu, vẫn còn thương lượng cho anh chị em đang quan tâm thiện chí về dòng xe này thì có thể nhấc máy lên. Alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966 để được chốt xe với giá đẹp nhất anh chị em nhé. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lắp capo cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Và một chiếc xe em sẽ quay tầm khoảng 14-15 phút, quay rất là cẩn thận, kỹ càng. Và quay vào những cái gì trọng tâm nhất, những cái gì cần thiết nhất để phục vụ cho anh chị em. Khi mà anh chị em đi mua xe, anh chị em cần phải xem những cái đó. Rất mong anh chị em vào xem video, ủng hộ cho em bằng những lượt like, lượt tim và lượt chia sẻ anh chị em nhé. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì có thể bấm vào follow kênh để có thể cập nhật được những mẫu xe mới về cửa hàng và có thể nhận được thông báo mỗi khi mà Dũng Audi lên sóng trực tiếp để cùng trò chuyện báo giá cho anh chị em ạ. Trước tiên thì em sẽ quay cái phần tắp ly trước này. Và đây là phần tắp ly của cánh cửa bên trên phía bên lái, rất là sạch sẽ luôn. Phần keo chỉ. Và phần keo chỉ đã. Đó, được chưa ạ? Phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng đã, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau các bác nhá. Em sẽ quay để cho các bác vào xem và cảm nhận đây ạ. Ra cánh cửa đằng sau. Đây là phần tắp ly cánh cửa đằng sau. Vâng, phần tắp ly đây ạ. Rồi là phần keo chỉ này. Phần keo chỉ đây các bác nhá. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới. Ngoài ra thì xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế đằng sau rồi, rất là tiện lợi luôn. Tiếp theo là ra phần cốp xe.
Vâng, ra phần cốp xe thì đầu tiên cũng là cái phần ốc đai đấy ạ. Đây là phần ốc đai các bác nhá, hai bên này nguyên zin, không có hiện tượng vặn mở ốc. Và đây là phần keo chỉ cốp xe. Vâng, phần keo chỉ cốp xe đấy ạ. Đó, phần keo chỉ cốp xe này. Được chưa ạ? Khoang cốp xe. Vâng, khoang cốp xe khi mà anh chị em gập cái hàng ghế thứ ba xuống như này thì khoang cốp xe rất là rộng rãi, cho anh chị em có thể để được đồ thoải mái luôn. Còn khi mà anh chị em dựng cái hàng ghế thứ ba lên để chở được 7-8 người thì cái khoang cốp xe cũng không được rộng rãi cho lắm anh chị em nhá. Ở phía dưới đây. Và ở phía dưới đây có một cái ngăn để đồ này, cũng khá là rộng. Và đây là cái bộ dụng cụ cứu hộ của xe, kích xe. Đó, được chưa ạ? Lốp sọc cua thì được trang bị dưới gầm xe rồi, vừa em cũng đã quay và giới thiệu rồi. Đằng sau xe cũng đã được trang bị cam lùi và 4 mắt cảm biến lùi, rất là an toàn tiện lợi. Sang bên đây là phần tắp ly, phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là phần tắp ly của cánh cửa bên trên đây. Vâng, phần tắp ly cánh cửa bên trên các bác nhá. Phần keo chỉ này. Phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới và phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây các bác nhá, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau này. Trên dưới đây ạ. Được chưa ạ? Ra cánh cửa đằng sau. Đầu tiên thì cũng là cái phần tắp ly đấy ạ. Đó. Phần keo chỉ. Vâng, phần keo chỉ các bác nhá. Rồi là phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới. Còn rất là ok luôn. Vừa rồi thì anh chị em cũng đã lắm được những cái trang thiết bị ở trên xe rồi và cũng được nhìn ngắm phần tắp ly, phần keo chỉ, phần ốc bắt bản lề của 4 cánh cửa. Anh chị em cũng đã cảm nhận được một chút về độ đẹp, độ chất của chiếc xe. Còn cái phần cuối cùng đi ạ. Phần cuối cùng em sẽ đi vào quay tổng thể khoang động cơ của chiếc xe cũng như là phần keo chỉ của lắp capo để cho anh chị em cùng vào xem và tham khảo. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đưa ra cảm nhận đánh giá chi tiết tổng quát nhất về cái chiếc xe này các bác nhá. Lắp capo. Vâng, lắp capo thì đã được nâng bằng hai cái thanh thủy lực rồi, rất là nhàn cho chúng ta luôn. Đó, được chưa ạ? Và đây là tổng thể khoang động cơ của chiếc xe. Vâng, tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Đầu tiên thì cũng là cái phần ốc đai các bác nhá. Đầu tiên cũng là cái phần ốc đai này, phần ốc lóc capo đây ạ. Zin đét luôn. Phần ốc tai, những cái phần ốc tai ở bên dưới đây. Đó, những phần ốc tai này. Rồi là phần ụ giảm sóc và phần đinh tán. Phần đinh tán thì vẫn còn tròn xe đấy ạ. Vâng, phần đinh tán thì vẫn còn tròn xe luôn. Đây là phần keo chỉ của lắp capo. Vâng, phần keo chỉ của lắp capo đấy ạ. Được chưa ạ? Phần ốc đai bên này. Phần ốc tai các bác nhá. Phần ốc đai và phần ốc tai này. Rồi là phần ụ giảm sóc, phần đinh tán. Còn rất là tròn xe luôn. Phần sắt rằng. Vâng, phần sắt rằng đấy ạ. Được chưa ạ? Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì còn khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy đổ êm, côn số mượt mà các bác nhá. Máy số cực chất luôn. Mọi người cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà em đang giới thiệu đây ạ. Vô tư thoải mái luôn ạ. Vâng, đây, động cơ thì khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ, máy lổ êm, côn số mượt mà. Máy số cực chất các bác nhá. Đi sướng. Gầm cao 7 chỗ ngồi. Máy thoáng. Đó, được chưa ạ? Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất, gầm bệ, keo chỉ, khoang động cơ của chiếc Kia Sorento 2015 máy xăng form mới cho anh chị em vào xem và tham khảo ạ. Anh chị em đang quan tâm về mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn cũng như là sẽ chốt cho anh chị em.
một cái mức giá ưu đãi nhất ạ. Hai là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe rồi là test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà em đang giới thiệu đấy ạ. Anh em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho em xin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những cái buổi livestream báo giá, trò chuyện, tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn.